Chào chú anh chị quý khán giả kênh em nha. Em sẽ quay cho em cửa cây bạch đằng nha chú anh chị ơi. Cây bạch đằng này cũng hay gọi là cây dầu gió nha chú anh chị. Cây quá khủng luôn chú anh chị. Cây này phải gọi là nhất của ở đây của huyện em luôn nha chú anh chị. Hoành là đo rồi là hoành trên 300 nha chú anh chị ơi. 300 ngoài nha chú anh chị. Rất là khủng luôn nha chú anh chị. Quý một cái bộ gốc đây nè. Em quét cho chú anh chị xem. Cây này rất là khủng luôn chú anh chị ơi. Ô chú chị thấy dây TB mà cha em tăng hết mức luôn rồi đó như chú chị. Hết mức cũng không dây TB luôn rồi đó. Tàn khỏi nói rồi, quá trời tàn luôn rồi. Quá trời luôn rồi chú chị. Cây này là bự nhất trong. Cây này thì có hướng đang nghiêng xuống dưới bãi kinh nha chú chị ơi. Giờ nước cũng đang cạn nè, cũng giật nước lại. Còn bên đây là cái ruộng mới xả lúa à. Rồi, giờ cùng đứng xem cha em xử lý cái cây bạch đằng này như nhờ chú chị ơi. Cái máy cưa này sử dụng là cái máy G375 nha. Làm sử dụng là làm tân nhiệt của Mitsu nha chú chị ơi. Cưa tin nha. Cùng với đó là có cái bộ móng với chân nha chú anh chị. Bộ móng này giúp chú anh chị lên mọi loại cây được nha chú anh chị. Cây nào cũng đi được nha. Ngoài việc cục điện nha chú anh chị. Bên em có nhận làm nha. Cô chú anh chị nào cần có thể liên hệ xuống phần để mình mô tả nha. Rồi bây giờ cùng đi xem cho em xử lý nó nha chú anh chị. Cây rất là khủng nha chú anh chị. Cả quyền chi tôm mà chỉ có duy nhất cây thôi chú anh chị. Mà đang hoành trên 300 bây giờ chứ còn mình nên nó thôi đó. Dưới này nó có một cái máy bơm nước nè chú anh chị, em quên giới thiệu. Dưới này có cái máy bơm nước nè, lát nữa sẽ cho em vừa bớt mấy nhánh này để mà sắp vô che nó lại nha. À, bây giờ bắt đầu mấy nhánh nè chú anh chị. Mấy đường nhánh đi chú anh chị ơi. Nhánh nó không chà bá hay nè. Trên tới cái đọt đó mà nó còn tới ngoài 100 mấy lần nha chú anh chị. Rất là nha. Ui! Trời ơi. Chị này xem video thấy hay cho cương thì hay cho xin like được ký chú anh chị ơi. Em phim làm những video mới hơn chú anh chị cùng xem nha. Xin cảm ơn chú anh chị rất nhiều. Ủa, chú anh chị nằm một cây siêu to siêu khó nào gần nhà trong kẹt nhà nào hay có cưa hạ gần giường dây điện nào là cha em cưa được hết nha chú anh chị. Hỏi thắc mắc nào cần liên hệ số điện thoại để trên mô tả nha. Đằng này nó bự còn hơn mấy cái sài khủng nữa. Bự mà nó cao nữa, quá cao. Sài thì nó tầm ngang mắt nó là nó cao, nó bự lắm nha chú chị. Còn cái này nó lên thẳng băng mỹ trên nè. Cao tầm đâu đó khoảng 20 thước nha chú chị. Dưới kinh này nó có thêm một cái ghe đang đậu dưới nè chú chị. Đá cưa sao cho nhánh nó gớt ngay đây nè, không có ảnh hưởng tới cái ghe nó nha chú chị. Thôi, vậy cho em di chuyển qua mấy phía này để mé nhánh trước mình chứ anh chị. Cho cái đọt nhỏ mình đó chú gì à. Giờ đang mở miệng nha chú chị.
tiết nó đang khá là nắng nóng như chú chị, khoảng đâu đó trên 40 độ là nên quay lên cái nền trời nó hơi bị cháy nắng, nó hơi tối nha, cộng thêm cái máy nó nóng nữa. Quý vị em có không thấy gõ thông cảm giùm em nha. Ồ, Nguyên Đọt ơi, vô vừa lọt mí rồi, xong cái đọt nhỏ này chú chị em, vẫn còn rất là nhiều đọt nha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đọt luôn. Thì vậy cho em để sử dụng cái cọng dây bự 17 ly nha chú chị. Cọng dây này là treo cái đọt ở ngoài đó nha, cho nó sập xuống đây này không có bay thẳng xuống ngoài kinh nha. Rồi, bây giờ đang mở dây cho cái nhánh đó xuống nha chú nhỉ. Rồi xuống. Rồi quá lẹ. Rồi, bây giờ bắt đầu qua nhánh bên đây để mà xử lý nha. Rồi, bây giờ là cuộc dây để treo cái nhánh bự ngoài đó nữa nha chú nhỉ. Rồi, treo cho nó sấy vô trong nha. Rồi đừng rớt xuống kinh này nhiều quá chú nhỉ, chứ rớt xuống kinh đồ ghê chạc nó chạy tới lui không được nha chú nhỉ. Đó bụng. Bây giờ bắt đầu chối dây vô trong cái nhánh đó đi chèo như chú chị. Đất. Ồ ồ, thay tới trong rồi luôn. Quá nóng chứ gì, thời tiết nắng nóng như này, hiện cái máy này đang quay trực tiếp như này nóng quá. Rồi xuống chứ gì, rồi bây giờ đến xuống hạ gốc luôn nữa chứ gì ơi, còn nguyên cái đàn quá trời luôn à. Rồi rồi vậy là hạ gốc nha chú anh chị ơi, quất nguyên một cái đàn chà bá luôn nha, quá dữ rồi, đang là khủng nha chú anh chị, giờ quất cho cái đàn nó nằm trên này luôn nha. Bây giờ máy quá nóng rồi, để em ngắt ngang khúc này, lát quay hạ gốc sẽ quay của chị cùng xem nha, bỏ nóng máy à. Giờ bắt đầu tiến hành hạ gốc rồi chú anh chị ơi, cái máy dùng hạ gốc là cái máy gò quốc thử nha, ta sử dụng là làm khu quay nha, dài 8 tắc thử nha chú anh chị ơi, để cưa đã cưa ít tiền nha. Giờ là có sử dụng cái cọng dây 17 ly này để mà chối cái gốc rồi cho nó không có nặng dưới sông nha chị. Cái cây này giờ cho nguyên cây quá bự rồi, nó nặng mà nó nghiêng dưới sông nữa, quất phải là rớt sông luôn chị. Quá trời nặng cũng rồi. Trên này nãy là đo là ngoài 300 rồi chị, nếu mà tính nhân gốc thì cái độ bè dưới này ra nó rất nhiều, phải từ giá 350 rồi chứ gì ơi, quá khủng. Cống nước như này luôn kìa, bây giờ là lắp cây trên nó che lại cho một lát nó ngã luôn, nó nằm ở trên nha. Mm-hmm.
thì mấy miếng niêm đó rác mà đi chim nó lại như cái gì vậy? Tại cây đang có chiều hướng nghiêng như mấy sông nhiều. Dạ cây bự quá mình chim cho nó có gì nó sụp miệng chứ không có dính lưỡi cưa mình lại chú chị. Chú cứ làm quá dài kìa. Cây này là mấy chú chủ cây nói là cũng có giá từ 40 năm nha chú anh chị. Từ khi mà cái đường nước này chưa có nữa là cây này nó chưa có rồi chú anh chị. Bên đây làm mấy chú chị làm mày gần hết làm mà chú chị cái đầu lá tinh gần hết rồi, sên cũng hơi cùng mực ăn không được lẹ rồi. Sên cham xài sên nhỏ không chú chị, không có xài sên lớn, ít có hao cây hơn mà ăn hơi chậm xíu. Lưỡi cưa nó bị vô cát hơi lục như chú chị, bây giờ vũa như chú chị mắt sên còn màu mấy nước gần hết rồi, vì hơi cùng rồi ăn hơi chậm một xíu. Chú anh chị coi còn cảnh cái cây nha, quá khủng cái đàn luôn chú chị. Cái đàn mới có mé một bên này chưa được phần nữa nha chú chị, nó hơi mé cho nó hơi nghiêng trong này nè, nên là cha em cũng bị quất lên cây đó. Đây cái hướng máy cưa bây giờ nằm gan sao là lát cái cây cho nó nằm gan vậy đó chú chị. Bắt đầu xử lý tiếp chú chị ơi. Có 1/3 của cây đó chứ chị. Đây là mới gắt sập đó chứ gì ơi. Đây mới được, tại hướng đó ngay hướng của cọc dây rồi, không có đứng ngay chân nó được, lát cọc dây cái gì nó sập xuống không có đường thoát chứ chị.
là cưa về cho chùa để chùa xả ra làm dán rồi này kia chú anh chị. Nên là già cha cắt không có dám cắt cho nó mở miệng bự thao cây nhiều chứ gì, mở miệng nhỏ xíu à, cho nó thao cây chứ hiếm lắm mới có được cây bự đẹp như vậy, mà mở miệng nhiều quá nó thao cây đủ lắm quá chị. Mở miệng ăn xong chuẩn bị lên trên lắng trên chứ gì ơi. Cắt muốn măng nó quá già chứ gì, lưỡi cưa mới vũa cắt khúc cây bay lớn rồi đứt cái, mà cái khúc cây này đưa vô cắt không ăn rồi, bây giờ còn nêm cho chút gì rồi bây giờ mình đứng đó mà lùa vô cá cháu lúc ngang rồi nha, lùa tới tập luôn nha. Quan trọng cái này bây giờ ủ thế để mà chạy nè, ủ thế ra ra xa cái góc đi, chính xa ra. Được, cũng dây kìa, đi. Quá khéo luôn. Mở im. Đó, lỏng lỏng. Quá dữ như vậy. Nhặn ngay gan trên bờ luôn. Cây hơi bọng rồi. Lỗ hơi bọng cắt cỡ hơn cái tô gần xíu. Cái tô gì mà thúng rồi. Hơi bọng bự quá. Cây này lâu năm quá chứ vậy. Nên giờ bị bọng. Để em quay cái tràng cho chị coi nè. Quá hết trời cái tàn này. Rồi, video đây mình xin tạm dừng nha. Xin tạm dừng lấy chú đi clip sau. Nhấn chuông báo xem clip mới nhất của em nha. Hai cây siêu to siêu khó nào gần nhà cần cưa hạ liên hệ cho em nha chú chị ơi. Xin thoại để luôn tải nha. Cảm ơn chú chị rất nhiều.